Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio và đây là bản tin X News ngày 23 tháng 10. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Xiaomi sẽ công bố Mi Mix 3 vào thứ năm tuần này và hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ dành cho những người hâm mộ. Tuần trước thì có một đoạn video trình diễn khả năng chụp ảnh hiệu ứng bokeh cùng với khả năng chụp ảnh trong môi trường ánh sáng yếu của Mi Mix 3 đã được hé lộ. Và bây giờ thì chúng ta lại thấy một video rò rỉ khác vô diễn khả năng quay phim siêu chậm 960fps của chiếc Mi Mix 3. Đây là video do chính phát ngôn viên của Xiaomi Donovan Chung đã đăng tải. Vì thế chắc chắn rằng Mi Mix 3 sẽ hỗ trợ khả năng quay video 960fps. Tuy nhiên thì Mi Mix 3 chỉ sử dụng con chip Snapdragon 845 mà chiếc Mi Mix 2S cũng đang sử dụng. Nhưng đáng tiếc có thể Mi Mix 2S sẽ không hỗ trợ khả năng này vì thiếu một bộ xử lý trên bo mạch. Mi Mix 3 thì cũng được đồn là sẽ cho có phiên bản là bộ nhớ RAM là 10GB và có mạng 5G đầu tiên trên thế giới. Và thêm nữa cũng là một đoạn video ngắn giới thiệu với khả năng mở khóa bằng khuôn mặt Face Body Unlock. Trong một tweet cuối tuần của Samsung về sự kiện SDC 2018 thì Samsung đã hé lộ mở ra một ngã rẽ giữa hiện tại và tương lai. Và theo cả những tin đồn trước đó rằng Samsung sẽ ra mắt điện thoại màn hình gập vào cuối năm thì đây chính là thời điểm mà Samsung sẽ ra mắt điện thoại màn hình gập của mình, hoặc chỉ ít cũng là một nguyên mẫu của nó. Và trong tấm hình Samsung Mobile đăng tải thì một hình ảnh gập tinh tế thể hiện góc vuông 90 độ, rất có thể nguyên mẫu của Samsung này sẽ chỉ có thể gập được một góc vuông. Thêm nữa, bản máy này cũng khá to, gần như một chiếc máy tính bảng. Do vậy khi gập lên thì trông nó sẽ như một chiếc laptop chứ không hẳn là gập lại hẳn. Tuy nhiên thì từ giờ tới lúc thấy tận mắt mẫu máy này, đặc biệt là chúng ta vẫn có quyền hy vọng, thì sự kiện SDC 2018 sẽ là hội thảo dành cho các nhà phát triển di động. Nếu như thường lệ thì Samsung sẽ không ra mắt điện thoại nào tại sự kiện này. Nhưng theo giám đốc điều hành của Samsung, ông DJ Cole, thì trong một cuộc phỏng vấn với CNBC từng tháng 9 cho biết rằng điện thoại màn hình gập có thể sẽ được tung ra trong năm nay, hoặc ít nhất là từ nguyên mẫu của nó, thì vẫn có nhiều hy vọng rằng ngày 7 tháng 11 tới đây, điện thoại màn hình gập của Samsung sẽ được ra mắt. Các bạn thân mến, liệu sau iPad mini 4 thì Apple có thể vén màn một chiếc iPad mini 5 hay không? Với mức giá niêm yết là 400 USD, cao hơn 70 USD so với mẫu iPad 9.7 inch năm 2018. iPad mini 4 vẫn đang sử dụng con chip A8 cùng một con chip của chiếc iPhone 6s vừa bị khai tử. Năm ngoái thì sau một khoảng thời gian dài suy giảm, doanh số iPad của Apple trở lại hồi phục. Lý do chính của sự hồi phục này không phải là iPad Pro, cũng không phải là iPad mini, mà là iPad 9.7. bằng cách hạ giá xuống khoảng 330 đô. Và Apple đã tạo ra một tâm lý món hời cho các iPhone thay thế tablet. Song nếu như iPad 9.7 đã là ngon bổ rẻ, thì Apple sẽ phải tạo ra một mẫu iPad mini 5 như thế nào mới làm vừa lòng được các iPhone. Rẻ hơn iPad 9.7 inch vài chục USD và vẫn mang trong mình một con chip mạnh, vẫn có tràn viền Retina và vẫn hỗ trợ Pencil. Khả năng thì Apple sẽ vén màn iPad mini 5 vào ngày 30 tháng 10 gần như là 0%. Và sự kiện tháng 3 năm sau có lẽ vẫn sẽ dành cho iPad 9.7. Và đến lúc nào đó thì người dùng sẽ buộc phải cảm thấy chán ngán với iPad mini 4. Và dù là đã 3 năm trôi qua và chiếc iPad cũ yếu ớt này ngay khi cả được giảm giá thì vẫn ngang ngửa với thế hệ 9.7 mới nhất, khi doanh số iPad mini thì ngày càng hạ đủ thấp và Apple sẽ phải buộc khai tử nó. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu được với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Studio, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp gì thì hãy để lại thật nhiều về dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!